cách làm gà hấp mắm nhĩ ngon bá cháy, màu thì vàng ươm. Và chuyện bắt gà đầy cảm lạnh của hai dì cháu ở nhà Thi. Nay có thằng cháu qua chơi, ngoài trời thì mưa bão cho nên thì đâu có mua gì được đâu. Ở dưới quê á, khách đến nhà không gà thì cũng vịt. Nhìn ra giường thấy con gà mái mơ đang đậu cho nên mặc áo giáp ra túm cổ nó. Cách màu nước sốt gà hấp mắm nhĩ thì rất là đơn giản: 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm, thêm 2 muỗng canh tương ớt, miếng tiêu xay, sau đó mình trộn đều lên. Sau đó mình đem đi ướp gà tầm 15 phút cho nó thấm. Nhà bạn nào có dừa thì móc một trái lấy nước đổ vô nha. Còn nếu ở nhà không có thì cũng kiếm một trái đổ vô để nấu con gà nó được ngọt thịt. Cháu nói cái món này nhanh lắm, tầm nửa tiếng là chín à. Kêu cháu vậy thôi chứ Thi lớn hơn ông chả có 2-3 tuổi à. Thấy nhỏ vậy thôi nhưng mà giỏi dữ lắm. Làm chủ quán Mai Ghé Nữa ở Cần Thơ, nằm ở 32/2 hẻm 51 phường An Khánh, Ninh Kiều. Còn đây là món khoai môn chiên nước mắm dùng để ăn vặt có siêu ngon. Còn gà này nè, cả nhà chậm xíu rồi nhớ trở lại nha. Chuẩn bị thêm vài củ tỏi, hành tím, ớt với lại là tiêu xanh. Nếu không có tiêu xanh thì dùng tiêu hột của mình cho vô nồi luôn cũng được. Nhìn ông chả cắt bông hồng mà nhìn đẹp ghê, chứ mà vô tay Thi với là cắt thành bông bụp luôn rồi. Còn đây là cách bằng món khoai môn chiên nước mắm nè cả nhà. Khuấy bơ cho tan, sau đó thêm 3 muỗng đường, khoảng 3 muỗng nước mắm, một mớ tương ớt. Khuấy đều cho tan, cho khoai môn vô, đảo đều tay, xóc đều lên đó là được. Cái món này thì rất là đơn giản, mần thì cực nhanh, ăn thì siêu ngon, cả nhà thử mần nha. Quay qua đây thì con gà của mình chín rồi nè cả nhà ơi. Màng đét ơi quá chừng thơm rồi, ta nói muốn nổ cái lỗ mũi luôn. Để gà mà có màu vàng ươm á cả nhà, thường thì sẽ cho thêm một miếng màu điều hoặc là thêm một miếng sa tế. Về gà thì có rất là nhiều món ăn từ nó, mà thường thì cả nhà thích ăn món nào để hôm nào thì xin gà chống đá của cha mình làm cái món đó ha. Khoai môn chiên nước mắm này nè, trước khi ăn mình rải thêm miếng mè trắng. Còn bây giờ thì mời cả nhà vô ăn cơm cùng gia đình Thi nè. Ông trời đúng là thương người, hồi nãy thì mưa ì đùng, còn bây giờ thì trời quang mây tạnh rồi, ngoài trời thì lạnh lạnh. Ăn con gà này còn nóng cho nó ngon, ăn bất cứ gà luộc, nướng hay là hấp gì cũng vậy hết trơn cả nhà. Thì khoái chấm với lại là muối ớt tắt lắm. Màng đét ơi, nhìn con gà kìa, đúng là gà giường, thịt nó đỏ ao mà chắc nịch rồi cả nhà ơi. Cái phần thịt bên trong không có bị khô. Hồi nãy thì ướp gia vị để đó tầm 15 phút nó thấm rồi. Xong rồi khi hấp mình chùm lửa ghiu ghiu gia vị nó thấm vào con gà nữa. Thịt gà thì ngọt dai cộng với vị mặn của nước mắm và ngọt của nước dừa, chấm cùng với muối ớt chanh chua cay nữa. Màng đét ơi, ta nói ngon bá cháy. Hai cái món hôm nay cách làm thì rất là đơn giản. Hôm nào mà cả nhà quẩn thì có thể mần hai cái món này để đãi gia đình mình nha.